Xin chào các bạn, hôm nay linh kiện ST xin gửi đến các bạn bài test module RF có khả năng tự học lệnh của bên mình. Đây là module RF mà chạy điện áp 12V. Đây, sau khi mình tháo hộp của nó ra, các bạn có thể nhìn thấy đây là khối điện áp đầu vào. Điện áp 12V, đây là con diode có khả năng chống ngược dòng. Đây là hệ thống đèn hiển thị, thì đèn D7 này là để báo tín hiệu khi có nguồn này, khi các bạn là xóa xóa một xóa xóa khiển hoặc là học khiển thì cái đèn này sẽ nháy này. Đây là các đèn từ D7 cho đến D11, là các đèn này sẽ tương đương với tín hiệu đầu ra của các relay từ 1 cho đến 4. Đây là nút để mình có thể xóa khiển hay là đưa vào chế độ học lệnh. Đây là hàng răm này có tác dụng, đó là các bạn có thể chuyển giữa chế độ lệnh lệnh có chốt và lệnh không chốt. Lệnh có chốt tức là khi bạn ấn khiển một kênh thì relay sẽ đóng, và nó sẽ đến lần đợi từ lần bạn ấn cái phím đó lần thứ hai thì nó mới rơi vào trạng thái ngắt. Còn chế độ mà không chốt tức là khi bạn giữ nút thì relay đóng, và khi bạn nhả nút thì relay tự đưa về một trạng thái mở. Sau đây mình sẽ bật nguồn cho thiết bị. Đó, các bạn có thể thấy đầu tiên này nó sẽ không nhận khiển. Nhận. Cái dăm này mình đang ở trạng thái có chốt. Sau đó mình sẽ ấn phím để bắt đầu quá trình học lệnh. Đó, đèn sáng lên thì mình bắt đầu cho RF học lệnh. Kênh A này, B này, kênh C này, kênh D này. Sau khi học đủ 4 lệnh thì cái đèn D7 nó tắt. Sau đó mình sẽ test lại A, B, C, D này. A, B, C, để bạn chuyển giữa chế độ có chốt và không chốt thì mình bắt đầu tháo ra và chuyển sang chế độ khác. Sau đó mình khởi động lại thiết bị. Đây, như bạn thấy là mình khi mình ấn nút thì bắt đầu relay nó đóng, và khi mình nhả tay ra nó sẽ tắt luôn. Tương tự các kênh khác. Đó. Bây giờ tiếp đến là mình sẽ xóa lệnh của cái bộ điều khiển này. Thì mình giữ chặt cái phím S1 này là khoảng 5 giây. Đó, nó báo thế, tức là mình đã xóa xong cái bộ điều khiển này. Tất cả dữ liệu của RF không còn. Thì do nó có khả năng học nhiều khiển nên đôi lúc mình cần phải xóa đi. Sau đây mình sẽ test xem lại khiển tiếp theo. Đầu tiên nó không nhận. Ấn nút cho nó nhận. Bắt đầu quá trình học. Nó là kết thúc quá trình học lệnh. Mình đang để ở chế độ không chốt mà. D này, kênh C này. Mình xin kết thúc quá trình demo ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.